Hello, xin chào các bạn. Đây là cái cây sầu riêng Musangkin của Malaysia. Cái mã giống của nó là D197 nha các bạn. Thì bữa hổm thì Út cũng mua, thì hôm nay thì Út đã trồng xong rồi nè. Thì hồi nãy thì trồng gấp rút, không kịp quay video chia sẻ các bạn cái kỹ thuật mình trồng cái cây sầu riêng con cho các bạn xem nha. Thì bây giờ thì trồng xong rồi mình cũng chia sẻ cái kỹ thuật sau nha các bạn. Đây thì cũng đua đòi chạy theo người ta này các bạn, để chạy theo người ta để mình mua được cái cây này giữa mình trồng để mình có với người ta nè. Thì nó vui thôi chứ cũng không đua đòi gì, thì Út chỉ mua có một cây thôi để mình trồng, thì tận dụng cái khoảng trống nè. Thì nói chung là cái vườn Út thì nó cũng hết đất rồi các bạn. Thì bây giờ muốn trồng nhiều cũng không được nữa, tại vì trồng đặt nghẹt rồi. Có hai giống là mỏn thon với di sáo thôi. Bây giờ thì tận dụng được cái khoảng đất trống ở đây thì trồng chen với mít nè, cũng chen cái cây này vô để mục đích chính thì Út cũng muốn là trồng thì để đó rồi các bạn, để đó thì sau này nó lớn thì mình làm trái rồi mình ăn, với quê hoặc là mình cho bà con dòng họ thôi chứ cũng không có buôn bán gì. Với lại là nghe nói cái giống sầu riêng này cơm nó vàng đậm, nó thịt nó thơm ngọt và nó không có bị sơ như sầu riêng D6 của mình. Thì Út nghe nhiều người nói như vậy thì mình cũng thích quá, thôi mình mua về mình trồng và mình quay cái clip này cho các bạn xem nha. Với lại cái mục đích nữa thì sau này thì nếu những cái cành này nè các bạn, cái cành này nó phát triển nhiều thì Út sẽ cắt nó, mình lấy bo nha, mình lấy bo mình ghép và mình tháp cho cái cây sầu riêng khác nha các bạn. Thì Út cũng có một cái xíu cái tay nghề gì ghép với tháp, thì bữa nào thì có làm cái về cái chủ đề đó thì Út cũng sẽ quay chia sẻ cho các bạn về cái cách mà mình chiết cành cây sầu riêng và cái cách mà mình ghép tháp vào cái cây sầu riêng nha. Thì nói chung là nó cũng hiệu quả lắm các bạn. Các bạn chịu khó là biết một cái tí thủ thực một tí xíu là các bạn sẽ làm được. Không có gì khó, chỉ sợ mình không làm thôi các bạn ơi. Thì mai mốt thì tới cái thời kỳ mà ghép với tháp cây sầu riêng để mình cải tạo giống thì Út sẽ chia sẻ cho các bạn xem nha. Còn bây giờ thì nó chỉ là cây con thôi, nó còn cũng rất là lâu mình mới lấy được cái bo của nó nha. Thì bây giờ mình trồng thì mình chủ yếu là mình để mình làm giống thôi, còn sau này cái chuyện mà lấy trái hay lấy bo thì tính sau nha các bạn. Thôi giờ quay lại cái chủ đề nè, thì cái sầu riêng Musangkin này thì nó cũng rất là dễ trồng các bạn ơi, chứ không có gì khó nha. Nó thì Út được biết thì cái sức sinh trưởng của nó rất là mạnh nha, bộ rễ nó rất là lực nha, nó rất là cái khả năng ra rễ và cái khả năng kháng sâu bệnh của nó rất là tốt hơn, nó khỏe hơn cả hàng sầu riêng Thái mỏng thon của mình đó nha các bạn. Cái sức sinh trưởng của nó rất là nhanh, nó rất là mau lớn, nó chống chịu được có cả hàng rầy và những cái bệnh mà thuộc về nấm, như ví dụ như đốm mắt cua hoặc là đốm gông tháng thư, nó kháng rất là tốt. Nên các bạn nếu mà các bạn có nhu cầu mua và trồng thì các bạn cứ mạnh dạn các bạn mua. Nhưng mà đây Út không khuyến cáo các bạn trồng nhiều nha. Thì mình có thể trồng một vài cây để mình lấy trái mình ăn chơi hoặc là mình nhân giống thôi, chứ trồng đại trà thì cái thị trường của nó sau này mình không biết sao nha. Tại vì cái thị trường của Việt Nam mình giờ thì chỉ là bán nội địa trong nước thôi nha, chứ chưa có xuất khẩu hải quan chính ngạch, tại vì nó chưa có thương hiệu. Nó có thương hiệu trên thế giới thôi, chứ ở Việt Nam mình thì nó chưa có cái tên thương mại để mình xuất khẩu nha. Thì cũng giống như sầu riêng Thái thì nếu mà các bạn muốn xuất khẩu thì mình phải đặt lại cho nó một cái tên, ví dụ như sầu riêng Dona thì nó mới gọi là xuất khẩu được nha các bạn. Còn nếu mà vẫn là sầu riêng thương hiệu Thái Lan thì Việt Nam mình không thể nào xuất khẩu được. Nên cái nhu cầu, cái đầu ra của hàng này thì nó chưa có xác định được nha. Thì cũng như nước mình thì nó chưa có công nhận được cái giống chính nha. Thì chủ yếu là tiêu thụ nội địa,
nên cái giá của nó rất là cao. Này chỉ dành cho đại gia mới mua nổi thôi nha các bạn, chứ mình không dám xuất tiền là 500-600 ngàn ký mà mình dám mua đâu, không bao giờ mình mua nổi nha. Thì mình trồng thì bây giờ thì hiện tại thì giá trái trái nó đang rất là cao, thì các bạn có thể mua về trồng, nhưng mà sau này nó đảm bảo với các bạn là nó sẽ giảm, nó chỉ mắc hơn thằng sầu riêng Thái hoặc cờ ghi sáo chút đỉnh thôi, chứ không bao giờ mà nó có giá cao ngưỡng này. Nhưng mà một mình nghe nói là ở khu vực Tiền Giang mình thì ở khu vực Cái Bè trồng cũng nhiều nè, Bến Tre thì cũng có nhiều rồi, nên các bạn cân nhắc trước khi mình trồng nha. Thì thôi giờ không nói nguyên thiên nữa, thì giờ sẵn thì Út nói với cây sầu riêng Musukin này, thì Út cũng chia sẻ cái nhanh cái kỹ thuật, cái kinh nghiệm mình trồng cái cây sầu riêng con làm thế nào cho nó đạt cái hiệu quả và nó phát triển tốt nhanh nhất, nó mau bén rễ nhất nha các bạn. Thì bắt đầu mình quay dưới cái mô, mặt mô đi. Thì cái mô thì các bạn có thể vậy, cái mô thì các bạn có thể là đắp cao từ 8 tấc đến một thước, là tính từ cái mặt đất của mình lên tới cái mặt mô, rồi từ 8 tấc tới một thước nha các bạn. Đối với cái cây con á, thì mình đắp cái mô tròn thôi, chứ mình không nên đắp cái mô vuông nha. Chừng nào cái cây của mình nó lớn lên, nó bước qua cái thời kỳ kinh doanh khoảng tầm 3 năm, hơn 3 năm thì các bạn hãy đắp mô vuông nha. Còn hiện tại cái cây sầu riêng này nó còn nhỏ, mới trồng thì mình nên có đắp cái mô tròn là nó sẽ mau ăn rễ nhất nha các bạn. Cái mô vuông thì cái bộ rễ nó không đủ lực để nó bò ra, nó ăn hết cái đất của mình, nên đắp mô tròn là từ từ mình ốp vô từ từ là ok, ốp bự bự lên từ từ là ok nha. Thì cái đó là cái về cái kỹ thuật mà mình ốp mô. Còn ở về cái kỹ thuật trồng ở trên mặt mô như thế này, thì các bạn cứ móc một lỗ ở giữa như thế này. Quên nữa, thì Út cũng xin chia sẻ là trước khi trồng á, thì các bạn cũng nên xử lý dôi lân để nó nâng, nó hạ phèn, nó nâng cái độ pH của lên, và nó diệt luôn cái khuẩn nấm bệnh. Thì nếu mà các bạn kỹ nữa thì các bạn có thể mua thuốc, những cái dòng thuốc trị nấm và tiêm trùng về các bạn tưới giáp dòng mặt mô như vậy, thì nó sẽ đảm bảo được cái mô của mình nó sạch bệnh. Khi bạn đưa cái cây của mình xuống thì nó sẽ không có gây hại cái bộ rễ cây của mình nha, thì nó đảm bảo luôn. Thì sau khi các bạn tưới xong, tưới thuốc bệnh hoặc xử lý vôi xong, thì tầm một tuần lễ nha. Không nên là mình xử lý vôi xong là mình trồng liền là không tốt. Thì tầm không tuần lễ thì các bạn đặt cái cây xuống. Thì cái cây như thế này, cây sầu riêng như thế này, thì ở dưới thì các bạn có thể bón lót thêm phân, các loại dòng phân hữu cơ vi sinh cũng được, dòng phân hữu cơ quay mục cũng được, loại nào cũng được. Nếu mà không bón cũng được, cũng chẳng sao các bạn. Các bạn không bón thì cũng được. Nếu mà các bạn bón nhiều quá thì nó cũng không tốt nha. Thì tốt nhất thì các bạn không bón cũng không sao nha. Kỹ thì bón, còn không kỹ thì thôi, cũng không quan trọng. Sau này mình trồng khoảng 10 bữa, 10, 15 bữa gì đó, thì các bạn quay là các bạn sử dụng cái dòng dinh dưỡng hữu cơ, ví dụ như đạm cá rồi đó, cái dòng mà dễ tiêu amino, thì các bạn tưới xuống thì nó vẫn tốt như thường nha. Vào nữa thì mình mua phân dơi mình xài, cái đó là chùm cuối rồi, đó là chất lượng nhất rồi. Thì các bạn tưới định kỳ cho mình, cộng kèm với dưỡng rễ humic Mỹ, humic hợp chí đó, nó cũng ngon lành lắm chứ không có vấn đề đâu các bạn. Các bạn cứ tưới đại xuống cho mình là nó kích thích cái bộ rễ của mình, nó bò ra để nó ăn phân nha. Nhưng mà lưu ý là mình tưới hữu cơ thì hữu cơ, nhưng mà tưới mình phải tưới giáp dòng cái tán lá cây, giáp dòng cái tán cây như thế này, thì tưới giáp dòng chứ mình không tưới sát gần cái rễ trong thân nha, thì nó sẽ ảnh hưởng, nó sẽ bị trái, không phải trái rễ như phân hóa học, nhưng nó ít nhiều thì nó cũng sẽ bị ảnh hưởng nha. Tại vì nhiều cái dòng phân amino thì nhiều công ty nó làm có, nó bỏ hữu cơ không phủ rê trống nữa, cô không chừng thì mình kỹ thì mình tưới giáp dòng cái tán cây thôi là nó an toàn nha các bạn. Thì cái đó là cái chu kỳ bón phân. Thì nó chung cái giai đoạn đầu thì mình chỉ nên bón phân hữu cơ thôi, mình chưa có được nhấp cái phân hóa học đâu. Thì bạn từ từ các bạn hạ tưới hóa học, không nên gấp gáp nha, tại cái rễ cây của mình nó còn yếu lắm. Thì ở trên đó thì các bạn có thể sử dụng các dạng phân bón lá, dòng sinh học cho nó tốt nha.
cộng kèm với các bạn có thể xịt giai đoạn cây con này, các bạn có thể mua mantus cho các bạn xịt cũng ngon lành, mantus vino 79 hay gì đó, cộng kèm cái phôi re đó, các bạn cộng với cái mantus xịt kết hợp với thằng sâu rầy nữa là ok, là tốt mạch thôi, không có gì phải khó các bạn. Ở đây thì Út chia sẻ chân thành, nhiệt tình, đi sâu về vấn đề nha, chứ Út không có nói vòng vòng để quảng cáo thuốc nha. Tại vì mình là người nông dân, mình làm cái kỹ thuật, cái kinh nghiệm của mình thôi, chứ mình Út chẳng có bán thuốc men gì ở đây nha. Bởi vì không có nói tên sản phẩm nào, cái sản phẩm nào tốt là mình xài thôi, chia sẻ các bạn thôi nha. Thì các bạn thấy được thì các bạn mua về dùng thử xem Út có nói đúng hay không nha. Thì nói chung là cái chung quy thì mai mốt thì cái thuốc trừ rầy nó hiệu quả thì Út cũng sẽ chia sẻ lên đây luôn cho anh em xài nha. Nó cũng đơn giản đó các bạn. Rồi, cái video bây giờ là chắc kết thúc đó các bạn ơi. Tại vì quay buổi chiều trời nó tối rồi, chắc cũng không rõ nữa. Nếu mà các bạn thấy video hay thì cho Út xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh nha. Rồi, cảm ơn các bạn. Chào gặp lại các bạn nha.